khiến các game kiểu Anthony. Này có đi với ai không? Hello em. Em FMO hả? Nay em tới đúng động rồi đó. Thì nó được á, thì anh cắt game kiểu Anthony của MU luôn. Này có đi với ai không? Fan MU mà đi với Man City hả? Hai đứa có thân với nhau lắm không? Cũng bớt thân rồi phải không? Có hay đánh lộn với nhau không? Nhìn em biết rồi, chắc quá. Ok, giờ em chắc luôn.